Thưa quý vị, xưa nay người mập thì muốn gầy nhanh và ngược lại, người gầy luôn mong muốn tìm được một phương pháp giúp nhanh chóng thay đổi ngoại hình trong thời gian ngắn nhất, nên thuốc tăng cân nhanh luôn là lựa chọn hàng đầu. Dẫu biết rằng thuốc tăng cân thường có tác dụng nhanh nhưng nguy hiểm, vì các loại thuốc này thường có thành phần corticoid gây rất nhiều tác dụng phụ nguy hiểm nếu dùng không đúng chỉ định, dùng kéo dài như làm loãng xương, tăng huyết áp, có thể gây loét dạ dày, nhưng nhiều người vẫn sử dụng bất chấp hậu quả. Đơn cử là mới đây, một phụ nữ 60 tuổi ở Hậu Giang đã bị ngộ độc cấp sau khi uống thuốc tăng cân không rõ nguồn gốc. Rất may bệnh nhân này đã được các bác sĩ khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long cứu chữa kịp thời. Bệnh nhân là một phụ nữ 60 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Tiền Giang. Người nhà cho biết bà có tình trạng lúc nhớ lúc quên và được người quen giới thiệu dùng thuốc tăng cân. Sau khi uống thuốc được 2 ngày khoảng 50 viên, bệnh nhân có biểu hiện lờ mờ, tím tái và co giật. Người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp ngộ độc cấp do dùng thuốc không rõ loại. Biến chứng toan chuyển hóa nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Sau quá trình hồi sức tích cực và chống độc, bệnh nhân tỉnh táo, cai máy thở thành công và được rút ống nội khí quản, chuyển sang đơn vị tiêu hóa theo dõi. Dự kiến bệnh nhân sẽ xuất viện trong vài ngày tới.